Xin chào các bạn thân mến. Khi mà các bạn đầu tư một cổ phiếu thì một vấn đề mà các bạn rất rất quan tâm đó chính là giá của cổ phiếu. Mua cổ phiếu giá nào, đúng các bạn? Mình giả sử cái đường này màu đen là đường giá cổ phiếu, nó dựa trên cung cầu của thị trường. Vậy thì các bạn sẽ xác định cái giá trị của cổ phiếu để mà các bạn mua là như thế nào, đúng không ạ? Thì mình sẽ vẽ một cái đường màu đỏ. Đây là đường giá trị của cổ phiếu các bạn nhé. Xác định giá trị cổ phiếu để làm gì? Để mà mua có lời, đúng không ạ? Giả sử giá trị của cổ phiếu đây là 20, đây là 30, đây là 40, đúng không ạ? Mình sẽ mua dưới giá trị. Giả sử mình mua 15, đúng không ạ? Giả sử là mình mua 25, đúng không ạ? Giả sử mình mua 35 thì mình mới có lời được, đúng không các bạn? Thế thì vấn đề ở đây chính là câu chuyện liên quan đến định giá cổ phiếu các bạn. Phải định giá được giá trị cổ phiếu chính là cái đường màu đỏ này, để xác định cái giá mua dưới giá trị để chúng ta có lời, đúng không các bạn? Trong cái video này, Hòa sẽ chia sẻ cho các bạn hai cái cách để các bạn định giá một cổ phiếu hoàn toàn là online, rất là dễ dàng. Cách thứ nhất, các bạn sẽ dựa trên cái ứng dụng TCFS của Techcom Security, họ mới cho ra mắt, rất là hay để các bạn định giá. Cách thứ hai đó chính là các bạn dựa trên cái file Excel để các bạn thống kê cái P/E trong quá khứ để các bạn định giá. Và Hoa có làm cái video rất chi tiết về cái này các bạn nha, dựa trên P/E quá khứ để định giá. Thế thì cái vấn đề quan trọng hôm nay và muốn nói đến cái việc định giá trên cái ứng dụng TCNet này, các bạn hãy nhanh chóng mở cái tài khoản của Techcom Security online mà Hòa để với phần mô tả. Chỉ trong vòng 1 phút các bạn có thể mở được cái tài khoản này luôn, hoàn toàn là miễn phí các bạn nhé. Sau đó các bạn có thể xem cái phần định giá cổ phiếu online của Techcom Security dựa trên hai phương pháp cơ bản, đó chính là phương pháp hệ số P/E P/B, và phương pháp thứ hai đó là phương pháp dự kiến chiết khấu dòng tiền để cho các bạn thực hiện, mà rất là dễ các bạn ạ. Chỉ cần click 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 là ra được giá định cho các bạn. Các bạn không phải đi hỏi ai cả, chỉ cần dùng cái ứng dụng đó là có thể làm được. Trước khi xem cái phần chi tiết, các bạn hãy like giúp Hòa để lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa, và đừng quên đăng ký kênh và ấn nút chuông để không bỏ lỡ các video mới nhất các bạn nhé. Nào, xin mời các bạn hãy xem chi tiết phần minh họa chia sẻ của Hòa về việc định giá cổ phiếu hoàn toàn online trên ứng dụng TCBet các bạn nha. Xin chào các bạn thân mến, đây là một cái màn hình định giá cổ phiếu của Techcom Security. Các bạn có thể thấy là có hai phương pháp, là phương pháp một là định giá theo phương pháp hệ số P/E và P/B, đúng không ạ? Và cái phương pháp thứ hai đó chính là phương pháp theo chiết khấu dòng tiền. Có lẽ đây là một trong những cái ứng dụng khá là hiện đại, hay, online, thuận tiện cho các nhà đầu tư. Mình không nói đi sâu vào từng chỉ số, và mình nói trong cái video này về cách để các bạn sử dụng các bạn nhé. Mình nghĩ rằng là khi Techcom họ đã đưa ra một cái ứng dụng như này là họ cũng đã tính toán khá là kỹ về cái sự chính xác nhất cho các nhà đầu tư, vì không thể đưa ra một cái ứng dụng mà nó không đảm bảo về sự chính xác nhất. Bởi vì nhà đầu tư có lời thì TCBS họ mới có lời, họ mới giữ chân được các nhà đầu tư. Nên là mình đang tin tưởng ở một góc độ là cái ứng dụng này nó sẽ hỗ trợ cho nhà đầu tư một cách tốt nhất trong khả năng có thể mà TCBS họ mang tới cho các nhà đầu tư. Thế thì
À, mình thấy dùng cái này rất là dễ các bạn ạ. À, dùng cực kỳ dễ luôn, chỉ cần tích thôi. Giả sử nhá, mình chọn cái trung bình của thị trường chẳng hạn, mình chọn riêng chỉ số P/E thôi, đúng không ạ? Thì nó sẽ nhảy cho mình một cái giá luôn. Đây các bạn thấy không? Giá cổ phiếu Techcombank là 74. Nếu mà dựa trên cái P/E trung bình thị trường là 18.2. Còn nếu mình chọn là trung bình của ngành thì P/E là 13.4 và giá là 54.592. Và nếu mình chọn là top 5 thì trung bình giá nó sẽ là 60.621. Đó, nó khá là rõ ràng đúng không ạ? Ở đây thì các bạn sẽ cần quan tâm đến cái hệ số trung bình đây này, cái hệ số trung bình này các bạn này. Hệ số trung bình này chính là cái P/E trung bình đó. Cái thứ dưới này chính là cái chỉ tiêu tài chính, tức là cái EPS ấy. Thì chúng ta sẽ lấy cái EPS này, chúng ta lấy nhân với cái P/E này. Đó, thì sẽ ra được cái giá cho chúng ta. Đúng không ạ? Thì ở đây á, có một cái rất là hay á, là TCBS họ sẽ cho chúng ta một cách công thức để tính cái giá trị trung bình bởi hai phương pháp. Một là phương pháp theo hệ số đấy, hai là phương pháp theo chiết khấu dòng tiền, tức là dự kiến dòng tiền trong tương lai, khả năng tăng trưởng và cái mức độ chi phí chi ra của doanh nghiệp để người ta xác định cho mình một cái giá trị của cổ phiếu. Sau đó thì có thể các bạn sẽ lấy 100% theo phương pháp 1, hoặc là gì 100% theo phương pháp 2, hoặc là 50-50, lấy 50-50 cũng được, đúng không nào? Đó, lấy 50-50 thì nó ra là 30. Hiện tại thì theo phương pháp 2 thì họ chưa tính ra được một cái giá. Ở đây là cổ phiếu Techcombank, còn đối với thế giới động thì sao? MWG đúng không ạ? MWG nhá. À, với P/E, à đây rồi, nó nhảy ra rồi. Đó. Mình dùng riêng chỉ số P/E thôi nhá. Đó, mình dùng riêng chỉ số P/E. Nếu mà dựa trên P/E của bình quân thị trường ấy thì giá của nó là 168. Đúng không ạ? À, nếu mà mình thêm cả chỉ số giá trên giá trị sổ sách thì nó sẽ là 140.182, đúng không ạ? Mình bỏ cái này đi nhá. Mình bỏ phương pháp 2 đi nhá. Thì giá nó sẽ là 124. Đúng không ạ? Đấy. Mình bỏ cái giá trị sổ sách đi là 163.290. Mình thì mình tin về cái P/E này nhiều nhất. Đó. Tuy nhiên thì đây cũng là cách để các bạn tính toán đúng không ạ? Các bạn có thể dựa trên ngành này. Dựa trên top 5 này, P/E top 5, ui, top 5 cao quá nhỉ. Top 5 là 326.282 ngàn. Nếu mà dựa riêng của P/E thì giá của cổ phiếu thế giới cực cao. Nếu mà dựa trên giá trị sổ sách thì sao? Giảm hơn là còn 232 đúng không ạ? Nó rất là đơn giản như thế thôi. Cách để chúng ta định giá một cổ phiếu. Tuy nhiên thì thực sự là mình biết là các bạn sẽ quan tâm là từng công thức đến như nào và hiểu rõ nó như thế nào đúng không nào? Mình chắc chắn là như thế, ai cũng muốn hiểu sâu hiểu rõ, nhưng các bạn phải hiểu rằng để hiểu được những cái chỉ số này, để ra được những cái bài toán tính toán như thế này, người ta phải mất hàng năm trời để học từng phương pháp dự kiến đánh giá hiểu về doanh nghiệp đúng không nào. Khi ra một cái công thức này cho các nhà đầu tư thì các bạn chỉ việc sử dụng, và bây giờ cái việc sử dụng như thế nào cho hiệu quả đúng không nào. Nói thực là mình quan tâm nhất đến P/E các bạn ạ. Mình quan tâm nhất đến chỉ số đấy và mình dựa chủ yếu vào P/E để mình làm. Bởi vì sao? Bởi vì á là cái P/E nó phản ánh cái giá thị trường đang chấp nhận trả cho nhà đầu tư. Tuy nhiên thì cái P/E này thì mình không biết là họ đang tính là tính bình quân của nhiều năm hay là chỉ cái năm gần nhất. Đúng không ạ? Thì cái đó mình không rõ được. Tại vì là đây nó không có chia sẻ ở đấy, mình không biết. Chính vì vậy mà mình đã làm một cái cách thứ hai, đó chính là mình thực hiện thống kê P/E của 10 năm gần nhất. Nếu không được 15 thì cũng phải từ ngày lên sàn đến bây giờ. Đó thì mình có cái phương pháp 2, mình có chia sẻ
kỹ ở trên này, các bạn có thể xem đó cái video mà mình đã xác định giá cổ phiếu dựa trên P/E quá khứ, mình lấy bình quân của P/E quá khứ và mình xác định cái giá để mình định giá cổ phiếu đó để mình mua, các bạn ạ. Các bạn có thể xem cái video ở trên mình chia sẻ các Chúng ta sẽ xác định được cái P/E bình quân của cổ phiếu mình di động. Mình thấy cổ phiếu này thì cái P/E của nó khá là đều ổn định. Đấy, ở mức bình quân là 13.05. Như các bạn có thể thấy là không có cái dữ liệu từ 2013 đổ lại. 2015 thì thiếu. Đó, tuy nhiên là mình sẽ lấy được con số này. Nếu mà càng chi tiết càng chính xác thì nó sẽ càng tốt cho các bạn thôi, đúng không ạ? Và cái mức khuyến nghị sẽ là 9.13. EPS của thuế rộng, các bạn thấy nhìn tổng hợp cho từng năm đây, nó cũng khá là ổn định nhỉ. Và bình quân là bao nhiêu ạ? 11.431, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ xác định được cái giá mà mua tốt nhất sẽ là 104.409, và cái giá mà ở mức tối đa đấy, mình soi hết số giá bình quân thì là 149.155. Hiện tại thì giá của thế giới động đang khoảng độ 125 đến 130. Mình thấy là giá này khá là tốt thì các bạn có thể mua đấy, nên các bạn cũng nên cân nhắc để có thể tham gia vào mua cổ phiếu này. Như vậy là mình đã vừa chia sẻ với các bạn cái ứng dụng mà Techcom Securities họ vừa mới triển khai giúp các nhà đầu tư có định giá một cái cổ phiếu làm căn cứ xác định để mua một cổ phiếu cho các bạn với cái giá mà làm sao có lời cho các bạn nhất. Các bạn có thể nhìn thấy cái biểu đồ mà mình đã chia sẻ. Hãy mua cổ phiếu dưới giá trị của mình thì lúc đó mình sẽ có lời trong đầu tư dài hạn đấy các bạn ạ. Quan điểm của mình là đầu tư tích lũy dài hạn. Vì vậy mà những chia sẻ của mình trong tất cả các video đều hướng tới cái mục tiêu đó. Do đó mà có thể là không phù hợp với một số các nhà đầu tư theo trường phái trading dài hạn. Và rõ ràng là các bạn xem các bạn sẽ cảm thấy nó không khớp. Nhưng tuy nhiên mình rất tôn trọng cái giao dịch, cái quan điểm của các bạn, bởi mỗi người có một phương pháp, mỗi người có một cách đánh giá để đầu tư khác nhau và cách nào cũng tốt cả, quan trọng nó phù hợp với ai. Và nếu các bạn thấy phù hợp với phương pháp đầu tư định giá như thế này, các bạn hãy comment giúp mình ở dưới phần mô tả nhé. Hãy comment là mình rất thích cái phương pháp này, rất thích cái cách thức tích lũy này, rất thích cái cách thức định giá này. Comment dưới phần mô tả giúp mình nha. Xin cảm ơn các bạn và hãy dành tặng cho mình một cái like để YouTube người ta lan tỏa cái video này tới nhiều người hơn nữa, giúp cho nhiều người biết hơn cái ứng dụng này, cái tính năng này để định giá cổ phiếu trước khi mua, giảm thiểu rủi ro mất tiền. Và đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ các cái video mới nhất các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.